Ông mà từ hồi học học thanh nhạc tức là tư duy nó thay đổi nhiều lắm luôn. Thay đổi như sao? Có gì ấn tượng? Tất cả dường như mình suy nghĩ là nó hướng tiêu cực lắm. Nhưng mà ví dụ như thầy chia sẻ đúng không? Em giống như cái chuyện mà học đi. Hồi xưa quỷ gì em cũng quên. Mình làm một hình là không được cái bầu cung. Đáng giống như gọi là mình không thể làm cái này được. Đó, ví dụ như học này đi. Em không học ví dụ như mấy tháng thì vẫn làm có tốt mà không có biết đâu. Ví dụ như nó cũng cần có giai đoạn mình đốt tiền, đâu phải mình đốt giai đoạn đâu. Mình từ từ giống như bây giờ học tiếng Anh cũng vậy. Bây giờ từ từ mình biết giờ nói gió cũng được. Đúng rồi. Đó. Đó. Hay đó. Thầy không hay. Đó phải kiên trì. Cái học một vài tháng thì nghỉ thì cái đó là kết quả cuối cùng là ông thầy thì ông thì không sao hết, nhưng mà tiếc cho học trò thôi. Là cố gắng, nếu mà có điều kiện thì phải cố gắng theo đuổi một môn cũng được nữa. Mà theo đuổi nó tới cùng, tới bến. Đó. Thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị khác. Với lại học được phải học, nó nói như vậy thôi, nhưng mà học thì cũng phải học đúng. Thứ nhất là đúng người, đúng không? Thứ hai là đúng cái chuyên môn. Học tùm lum tà la rồi nó không có ra hết. Đó. Em ngoài em học thanh nhạc ra, em phải nhận được cái giá trị về tư duy, đúng không? Đúng rồi, tư duy. Rồi cái thái độ của mình nữa, ví dụ như kiên trì, nhẫn nại, vượt khó, thấu hiểu, đồng cảm, giao tiếp tốt, ví dụ vậy. Em học với thầy ý, em cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cách ăn nói. Đúng. Phải vậy chứ. Ảnh hưởng. Đúng không? Thì lúc đó sẽ những cái nhiều cái giá trị khác nữa. Đâu chỉ có thanh nhẹ. Thanh nhẹ thì bình thường.